thám liên hàng gặp mặt rồi bỏ cơm rồi phải không? Vậy để biết tôi một cái tối ngày mời tôi mang cơm. Ăn cơm đi ông. Sao không gấp thức ăn ăn mà ăn cơm không vậy con? Cứ kệ nó đi, đỡ tốn. Giờ sao? Ngài mất ăn. Gì đó. Má ơi, anh mới còn kìa má. Rồi tính đi đâu? Má cho con ra gặp ảnh xíu thôi nha. Tía bậy ngoại á, nhắm ra được không? Ủa, tiếng gì vậy cả? Đứa nào vậy? Ai vậy? Ai lấy lót ló rồi vậy? Đứa nào đó, đứa lên coi. Trời đất. Dạ chú Tư, con này chú Tư. Mày làm gì vậy? Mày làm gì mà lấp ló như ăn trộm vậy hả? Dạ đâu có đâu chú Tư. Chú qua làm gì? Con nhái nhà ông chú Tư. Sao bữa giờ con thấy nhái vậy? Nè, tao cấm nha, không có được tìm con cóc con nhái gì đây. Đi về đi. Chú Tư thương tụi con đi mà chú Tư. Tao thương mày á, rồi ai thương vợ chồng tao hả? Từ nay tao đi nha, không có qua tìm con nhái nữa nghe chưa? Ý gì vậy? Chú Tư, giờ chú Tư nở đồng nào, chia rẽ ở đâu uyên ương, cắt đứt dây tơ hồng vậy chú Tư? Tao cắt hết, cắt hết. Đừng mà chú Tư. Nè, mày ở trọng cho tao à, mày ra đây tao đập què vợ nghe chưa? Ngay, anh ngoài này nè. Ý gì vậy? Ngay, anh nhớ. Ý gì vậy? Ngay. Mày gì không? Mày gì tao xịt nước mày vậy? Gì không? Hả? Hả? Mày gì không? Quỷ hả? Bức bội hả? Ui. Chị nói rồi đó, từ nay không được gặp mấy con nghe chưa? Cắt nó cho tía. Con thấy tía quá đáng lắm rồi đó. Cái gì? Cái gì quá đáng? Hả? Đó, bà Bình đi. Bà Bình nó riết rồi đó, nó leo đầu tôi nó ngồi luôn nè. Tôi thấy thằng Bảy Cò nó cũng được mà, sao ông lại chê? Tôi không có chê, nhưng mà để làm rể của tôi á thì nó chưa đủ tiêu chuẩn. Với lại làm xui với ai thì làm, chứ mà làm gì nhẹ gia đình hay lúa đó. À, thôi miễn bàn đi. Vô duyên. Chuyện ông, hai ông mắc mớ gì tới Bảy Cò với hai nhái đâu. Với lại tụi nó ở với nhau, chứ đâu phải hai ông ở đâu mà ông phản đối. Tôi nói nè, làm xui á thì phải hợp rơ á mới ngồi xui được, hiểu không? Xưa giờ á, hai ông á hay có cái tật nói qua nói lại quạnh hệ với nhau, ở cái xóm này ai là không biết. Nhưng mà cái chuyện này nó khác, ông mà làm căng quá tội nghiệp cho tụi nhỏ. Tôi nói không là không hả? Còn bà nữa, người tôi thì sao? Cái chuyện này á là cái chuyện của tôi, chuyện của đàn ông. Bà đàn bà không được xí vô, để tôi tính. Thôi mệt quá, muốn làm gì cũng làm đi. Đi đâu ạ? Tôi qua quán của Hồng chơi. Dạ, có cần xin phép ông không? Thì hỏi thì làm gì mà thấy ớn vậy? Nhái ơi nhái. Nhái, em đang làm gì vậy nhái? Giờ này em đang làm gì vậy nhái? Từ ngày xa đất Tiền Giang, em theo anh về xứ cảnh đền. Anh nhớ em quá nhớ. Nhớ nhớ. Trời ơi anh Bảy, anh bị bệnh hả anh Bảy? Trời, anh bị bệnh gì vậy? Uống thuốc không? Em mua thuốc cho uống nha. Trời ơi, có sao không? Nhớ.
Nhi. Nhi ơi là Nhi. Nhi ơi. Nhi ơi Nhi. Tao mà nó nhìn ra con hai nhái là mày biết cỡ nào luôn rồi đó. Vậy bây giờ làm sao giờ má? Cái bệnh tương tư này không có thuốc nào chữa hết đâu. Mà con thấy anh Bảy như vậy á, nhìn tội nghiệp ảnh quá má. Thì tao cũng có nói với tía mày, tao nói hết nước hết cái luôn á, nhưng mà ổng không có chịu. Ổng nói anh Bảy mày á là trai tơ, mà con hai nhái á thì nó có con rồi, nó vậy không có được, mất mặt với họ hàng hết. Bởi vậy hả? Tía riết rồi khó khăn ghê luôn á. Thời buổi là thời buổi gì rồi mà còn phải quan trọng mấy chuyện đó. Bây giờ á, chỉ cần hai nhái với anh Bảy Cò nè thương nhau thiệt lòng là được rồi. Con nói với má nghe nha, tía mà để tình trạng này vậy hoài á, có ngày anh Bảy hả, anh bị tâm thần luôn á má. Má thì ghê. Tía mày á, ổng cũng có thấy chứ đâu phải ổng không thấy. Nhưng mà ổng nói á, thôi kệ nó đi, vài bữa nó hết à. Công nhận tía kinh nghiệm ghê ha. Kinh nghiệm gì? Kinh nghiệm tương tư má đó. Nhái ơi. Nhái. Về vô. Về vô. Về vô. Bài đặt. Canh me canh chua với tao. Alo. À em đi chưa? Anh đi rồi đây. Em bị bắt lại rồi. Sao chú Tư? Chú khó dữ ta. Chán quá giờ sao? Thôi em để từ từ đi, anh nghĩ cách. Ông ơi, ông ơi, ông chết rồi. Gì mà chết chết, sáng sớm mà là chết, không hên cũng mà có chuyện gì đâu. Chết rồi con nhái. Con nhái sao? Con nhái tự tử hả? Không phải, hai má con nó đi đâu mất tiêu rồi. Trời đất ơi, thì chắc đi ổng nhỏ đi qua hàng xóm chơi chứ có gì đâu. Mới có sáng sớm mà đi mà đi chơi cái gì? Ít ra phải cho con thằng nhỏ ra ăn uống chứ. Vậy tôi đi đâu? Mà tôi kiểm tra trong tủ đồ đạc thằng bé nó cũng đi gom đâu mất tiêu hết trơn rồi ông ơi. Gom đi hết rồi? Ừ. Trời trời trời. Không lẽ bỏ trốn? Con với cái hở chút là bỏ nhà trốn đi, hở chút là bỏ nhà trốn đi là sao? Mà hồi xưa tới giờ thằng Bảy Cò nó không có đi ra khỏi cái xẻo lá nữa. Giờ tính sao ông? Nó dọa tôi với bà đó. Vài bữa lết đầu về tới giờ nè. Còn mày nữa? Dạ. Biểu đi kiếm anh á. Mà không chịu đi cứ ngồi đó à. Cần gì đi kiếm má? Con gọi điện thoại cho ảnh nè nhưng mà không có được. Rồi con gọi hỏi vòng vòng với người trong xóm cũng không ai thấy ảnh hết á. Vậy nó đi đâu ta? Nó không có đi đâu xa đó. Nó chỉ đi một chỗ thôi. Sao Nhú hả? Má hỏi cái này cái. Dạ sao má? Thằng Bảy Cò nó có lên trên chỗ con không? Dạ đâu có, đâu có lên đây đâu. Vậy nó đi đâu kìa? Ủa mà có chuyện gì vậy má? Không có gì.
Chắc là nó giận tía bay, cấm nó la nó cái chuyện nói với hai nhái chứ gì. Thôi nó không có lên trển thôi nghe không, con đừng lo, để đó tía má tính. Con ở trển nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Dạ vậy thôi hen má. Má cúp máy nghe. Này chắc nhà tía chửi dữ lắm luôn, má với thằng Tám chắc bị mang quả dạ lây giờ phải chịu thôi sao giờ. Ủa em còn ngủ chưa? Nó mới ngủ á. Thiệt, người lớn làm mà nít phải chịu khổ, đi cái sáng giờ chắc giờ nó mệt. Dạ em nghe chị Sáu. Hai đứa ổn định chưa? Dạ. Dạ cũng tạm tạm chị. Coi chừng đó nha, tía má kiếm mày hết cái sẹo lá rồi đó. Kiếm hết sẹo lá luôn hả? Hên quá, kế bên chưa kiếm. Mà hai đứa cũng hay quá ha. Tính làm liều ăn nhiều hả? Thì cái hoàn cảnh nó như vậy phải chịu thôi chị Sáu. Em cảm ơn chị Sáu chỉ chỗ em chỗ này nha. Thôi ở tạm đi, nhà này cũng của bạn tao. Nhỏ lên học Sài Gòn nên không có cái nên cái nhà đây không á. Rồi mày đưa máy cho tao gặp nhái cái coi. Dạ dạ, chị Sáu gặp. Alo, tôi là Sáu Nhún. Bà đó nghe chưa, to gan quá à. Nè, tôi hỏi bà này nha. Bà có ủng hộ tôi với anh Bảy về cái chuyện này không? Trời ơi, thì không có ủng hộ là không giúp rồi. Cảm ơn bà nha. Cảm ơn chị Sáu. Thằng nhỏ đâu? À, nó mệt quá nên tôi cho nó đi ngủ rồi. Bye bà nha. Bye bye chị Sáu. Nhái ơi là nhái. Cháu ngoại ơi là cháu ngoại. Nhái ơi, con đâu rồi? Tôi lại bà, làm ơn bớt rên rỉ được không? Trời đất ơi, tôi rầu thúi ruột thế nè. Cũng tại ông đó, nếu mà ông không ngăn cấm á thì nó đâu có ẩm con nó bỏ trốn vậy. Nghĩ cũng tức thiệt chứ. Hồi đó cái tự nhiên cái dễ dễ làm chi, cái để là bà mẹ đơn thân, rồi giờ đó cái là cũng có theo trái. Nhục, nhục thiệt là nhục. Phải chi hồi đó đó, ông để cho thằng Bảy Cò với nó đường đường chính chánh quen với nhau đi. Rồi thằng Bảy Cò nó qua nhà nó cưới hỏi đàng hoàng, có phải đẹp mặt không? Thằng này mà đặt trèo cao, đòi gả con cho đại gia. Nè, đại gia chắc nó ngó tới con ông quá à. Trời ơi trời, mấy bữa hổm tôi thấy bà cũng binh vực tôi dữ lắm mà, sao bữa nay bà trở mặt vậy? Bữa hổm khác, giống như hồi xưa khác, bây giờ khác. Bây giờ thời đại phát triển rồi, tôi cũng phải có suy nghĩ tư duy tôi để cho nó hợp với. Thôi đừng nói nữa, tôi điếc lỗ tai quá rồi nè. Tôi phải nói cho ông sáng con mắt ông ra. Đó bây giờ ông thấy không, đại gia không có nè, rồi bây giờ mất con mất cháu luôn nè. Đó cho vừa lòng ông chưa? Tôi không biết, ông đi kiếm tôi nó về cho tôi. Tôi biết đâu kiếm, bà muốn kiếm thì bà đi kiếm đi, chứ cái mặt tôi bây giờ tôi vác ra đường cho mang nhục hay cái gì. Ủa ông cũng biết nhục hả? Bà tưởng tôi cục đất cục đá không biết nhục hả? Tôi nói cho ông nghe, kể từ hôm nay á, cái nhà này á chỉ còn có hai vợ chồng già mình sống thôi.
sống với nhau như hai con khỉ già vậy đó. Đến chừng chết nó không con không cháu để mà đưa tang để cho vừa lòng ông. Đừng đừng có hù tôi, đừng có hù tôi không có sợ, đừng có hù. Ông sợ đi là vừa rồi đó. Còn mơ lâu lắm à mới có. Ông đi tìm má con nó về cho tôi, ông đi tìm liền cho tôi. Con có nhá gì? Con có nhá gì? Không phải. Con ta vô đi. Trời Phật thánh thần thiên địa ơi, mày làm ơn mày dựng đồn mày vậy đâu, mày làm công việc giùm tao có tối ngày mày cứ úp mặt vô điện thoại hoài vậy Tám. Công chuyện nhà lăn đăng lê đêm lo làm. Dạ. Công chuyện gì tía? Vậy làm công chuyện chứ chuyện gì? Công chuyện gì nữa tía? Trời Phật thánh thần thiên địa ơi, mày dòm đi Tám. Cái nhà này là công chuyện lăn đăng lê đê đó, gà vịt heo quéo cá mắm giường tược cây kiển sao làm đó mà giờ bên sân coi rác không kìa, ra quét giờ bên sân giùm cái đi. Con làm hết luôn hả tía? Ủa mày nhìn kỹ trong nhà này giờ còn mấy nhân sự vậy Tám? Chỉ có 3 nhân sự thôi mà 2 nhân sự là quá tuổi lao động rồi, chỉ còn mày thôi. Bây giờ mày nằm nghỉ đi để 2 nhân sự già này ra làm ha, sao đây? Dạ ý con không phải như vậy, thiệt tình cái ông bẫy cò này luôn á, đụng đụng cái bỏ thì đâu mất tiêu à, báo hại bây giờ việc nhà mình phải gánh hết vậy nè. Dâm đậu gỗ ai vậy Tám? Cái thằng này mới làm một ngày một bữa mà la trời chết đất rồi, làm như chết tới nơi hay gì á? Con cái nhà này thì hết biết thiệt chứ. Giờ thấy thằng bãi cò hữu dụng chưa? Tôi thấy lâu rồi. Thấy rồi á mà cứ để vậy hả? Tại vì tôi muốn tốt cho cái gia đình này thôi. Tôi nói thiệt với ông, thời buổi này á là cái thời nào rồi mà ông vẫn cái kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, tôi thấy không được á. Thời nào cũng vậy á, thời Pháp hay thời Tây gì cũng vậy, bổn phận con cái là phải nghe lời cha mẹ. Nhưng mà nghe là nghe cái chuyện gì kìa, còn cái đằng này á là con cái nó yêu thương á thì cha mẹ thấy được thì gật đầu đi cho con nó mừng, ai đâu mừng. Mà bây giờ mà đứng đó mà cãi thay đổi với tôi nữa hay sao đây? Tôi chỉ muốn nhắc nhở ông thôi, ông nhìn lại đi, nhà mình nè chỉ còn có mình thằng bấy cò á là nối dõi tông đường cho ông đó. Ông liệu mà ông tính đi, áp đặt gì mà quá trời quá đất. Thiệt tình đến nhà này, lẽ gì bỏ nhà ra đi chứ. Ba má ơi, thằng này nó quét sân hay nó muốn ba đâu, thần chỗ vậy trời. Quỷ thần ơi, hôm nay vợ chồng tôi chủ động qua đây gặp chú thím là để bàn chuyện của hai đứa nhỏ. Dạ, vợ chồng tôi á cũng đắn đo mấy hôm rày nhưng mà chưa có dám qua nhà anh chị. Hôm nay vợ chồng tôi qua đây á là muốn biết coi ý chú thím sao. Giờ á thì anh chị á tính sao á thì tính, chứ vợ chồng tôi bó tay rồi. Vợ chồng tôi á cũng suy nghĩ nhiều rồi, chuyện này chắc là mình phải nhượng bộ tôi nhỏ thôi anh chị hai à. Đúng rồi đó, tôi thấy chuyện của tụi nhỏ mình cứ để cho nó tự quyết định đi. Nói thiệt tình với chú thím á, tôi không có chê ba gì con nhái hết á, nhưng mà tại vì muốn con cái mình nó đàng hoàng cho nên tôi mới khắt khe. Dạ tôi cũng vậy mà, tôi cũng thương bảy cò lắm chứ bộ, dù sao thì cũng chồng sớm mấy chục năm mà. Đúng rồi, lấy chồng xa thì sao bằng lấy chồng gần hả chị hai? Mỗi thời mỗi khác,
Thời bây giờ tụi nhỏ nó không giống như mình hồi xưa. Hồi xưa đó cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Bây giờ con cái nó đặt đâu rồi cha mẹ phải ngồi đó. Khổ vậy đó chứ. Nếu như mọi người đã nói vậy thì tôi có ý kiến. Mỗi người mình bỏ qua cái tôi của mình chút đi, rồi kiếm tụi nhỏ về, rồi mình tính hen. Chị hai, chị nói phải đó chị hai. Ông, ý ông sao? Chẳng sao gì nữa, thì mọi người cứ tính đi, tôi nghe hết đó. Ông sao? Tụi nó lớn rồi, tự tụi nó quyết định. Sướng thì nó nhờ, khổ thì nó chịu. Tôi sao cũng được hết. Dạ, con xin lỗi tí. Con với cái nuôi cho đã, cho lớn, đủ lông đủ cánh rồi. Nói động tới một cái là bỏ nhà ra đi, bỏ nhà ra đi. Ngon quá ha. Dạ, con không có dám nghĩ vậy. Mà tại con không biết sao nên làm đại. Nó cũng biết lỗi rồi, nó xin lỗi rồi. Thôi đi, la mà la hoài. Bởi vì người ta nói con hư tại mẹ là phải. Cũng phải la nó chứ, để nó biết cái nào đúng cái nào sai mà sửa. Cũng may là bên nhà Tư Ít nó cũng hiền à. Chứ không á, nó thưa con trai bà đó, dụ dỗ con gái nhà người ta. Ôi, lớn vòng vòng hết rồi, chứ nhỏ nhít gì nữa mà dụ dỗ. Dạ, con xin lỗi tía lần này, lần sau con. Ủa, bộ mày dự kiến tính làm lần hai nữa hay gì vậy? Dạ không có, ý là con nói là lần sau con không dám gì nữa. Con nói rồi đó nghe. Thôi vô tắm rửa đi, rửa mặt rửa mày rồi ăn cơm. Hỏi con nhỏ nó thèm ăn cái gì, đi chợ mua về nấu cho nó ăn. Ngồi giùm tôi con lom lom vậy. Trời đất ơi, anh Bảy ơi, anh đi đâu mấy nay vậy anh Bảy? Anh về mừng quá à. Ừ, anh đi cái chỗ mà anh đi á. Thôi kệ, anh đi đâu cũng được hết á, anh đi phương trời nào cũng được. Miễn sao anh về tới căn nhà này là em yên lòng rồi anh Bảy. Em nhớ anh quá, anh Bảy ơi. Em nhớ anh lắm hả? Dạ. Anh nhớ em lắm đó Tám. Dạ. Nó nhớ mày lắm, nó trong ngày trong đêm đó. Trời, cảm động quá Tám ơi. Nó trong mày về đang nó giao ba cái việc nhà lại cho mày làm đó. Cái thằng mắc dịch, tưởng đâu nhớ thương mình thiệt. Mày đi đâu ai làm, một tay nó làm, mà làm thì ít, mà nhai ngãi rên la thì nhiều, tao má mày nhức đầu muốn chết. Tía nói gì á, con không vậy đâu. Nói gì đâu. Thôi dạ, xin phép tía má ra sau tắm. Cho nó đi tắm táp rồi nghỉ ngơi ăn uống đi. Dạ. Nói nhiều quá. Dạ. Bảy, đi tắm đi nha. Ừ. Cái nhà cửa nè, heo cuối, vịt gà, giường tược á, tụi nó đang đợi anh ở ngoài á. Được rồi, để anh làm cho. Mà khoan, đợi chút xíu. Rồi đó, bây giờ điện báo cáo cho hai nhái rồi đó. Thấy không? Đó. Alo. Em nghe nè. Bên em sao rồi? Ổn. Phía má đang chơi với nhỏ nè. Thôi vậy hả? Trời, vậy anh cũng đỡ lo. Bên anh sao rồi? Về hả? Tía chửi tới tấp luôn. Nhưng mà chửi rồi thôi, không có gì hết. Thôi em mừng gì mừng đi ha. Anh vô cho heo ăn cái. Cho heo ăn xong anh thổi cho cưng. Bye bye cục cưng. Này. Anh vui lắm á. Anh vui gì vậy? Tại giờ từ đây á, mình đường đường chính chính mình quen nhau á. Em cũng vui nữa. Vậy là kể từ bây giờ mình sẽ không còn quen nhau lén lén lúc lúc như hồi trước nữa. Đúng rồi, anh sẽ nắm tay em đi hết đoạn đường này. Trời ơi, xíu nữa anh hất tôi xuống ruộng luôn rồi. Thôi mệt quá à. Em nắm tay nữa đâu. Ủa sao vậy?
đi bình thường được không? Nắm tay lỡ người ta thấy nhìn ngại thấy mồ. Có đâu ngại, ai mà quen nhau mà không vậy. Thể hiện tình cảm hả? Thể hiện gì không biết nữa, lố muốn chết. Lố đi, anh muốn cho nguyên cái xẻo lá này thấy là mình đang quen nhau, mình đang hẹn hò. Thôi đi, mệt quá à. Quen nhau thì hai đứa biết thôi, nhiều người biết á, ngại lắm. Đâu được, phải cho nhiều người biết. Ai mà có ý định cua em, bỏ ý định. Rồi ai mà để ý anh thì cho người ta khỏi để ý nữa. Kỳ quá à. Kỳ quá à. Mất cả quá à. Đi dài ha. À, chị, anh giới thiệu bạn gái anh bạn trai nhái, bỏ ý định cua anh nghe. Nói cho ta bỏ ý định. bé, anh chị đang quen nhau á, biết không? Tức là đang yêu nhau á. Anh Trang, hình như cái xóm xẻo lá này không có thích khi mình yêu nhau thì phải. Thôi mỏi quá, đi lẹ đi. Alo, em hả? Em dậy chưa? Nó răng rửa mặt gì chưa? À, chị ăn sáng gì chưa? Sao không ăn đi? Chứ đói, đau bao tử thì sao? À, quên đi. Vậy em ăn gì? À, anh mua qua cho. Em ăn cháo. À, ăn cháo hả? Ăn cháo gì? Cháo cá lóc á. Ờ, cháo cá lóc á. Ông Tèo, thôi cúp máy. Ông Tèo cũng vô duyên dễ sợ. Chúng hình điện lại nha. Ủa đâu tự nhiên xuất hiện bất ngờ như vậy? Qua đây rủ mày uống cà phê chứ đâu. Ai về đâu sáng nói chuyện nấu cháo điện thoại sớm dữ à. Thì bởi cái người chưa có tình yêu nên không biết gì hết trơn. Ờ, thì có tình yêu mày cũng sướng. Làm như chuyện tình yêu của hai đứa bay đây không ai biết vậy. Nguyên xóm xẻo lá biết hết rồi mày. Ủa, nguyên xóm này là biết em có người yêu luôn rồi hả? Trời đất ơi, mày gặp ai mày không phe mày có người yêu. À he, em quên. Ê ê à. Rồi sao, tính chừng nào qua cưới con ta? Mai cưới. Gì? Nó chơi thôi. Tự nhiên người ta mới quen nhau cái hỏi chừng nào cưới, ngại chết luôn. Ôi con kìa. Ê ê, mà tao thấy mời cưới được á mày. Ủa sao vậy? Tại vì người ta hay nói á, cưới vợ phải cưới liền tay, chứ để lâu ngày thằng khác nó ginh. Thằng nào? Anh hả? Bậy bạ. Không phải gu của tao đâu ginh. Ờ ha, chắc phải mai cưới luôn đi. Ờ, anh nói đúng á. Ê, thôi cái chuyện ngày mơi để ngày mơi tính đi. Tính chuyện bữa nay nè. Ủa, bữa nay hả? Ừ. Bữa nay có gì để tính ta? Uống cà phê. Ờ, cô bả kìa. Ông Tèo nói cũng có lý. Cưới vợ là phải cưới liền tay, để lâu ngày thằng khác nó hốt. Phải sớm liền. Anh Cò. Anh Cò ơi. Hẹn người ta ra đây mình. Hết hồn. Mà anh Kim đây có gì không? Có chứ. Chuyện gì vậy? Trời, quan trọng lắm luôn á nha. Đừng nói với em là tía đổi ý không cho hai đứa mình quen nhau nha. Không có. Cái đó thì không. Được rồi, không phải chuyện đó là cái gì cũng được hết á. Thật ra là anh nhớ em. Quỷ à? Quỷ à? Kỳ quá à. Kỳ quá à. Cái trò này chơi hoài à. Tự dưng hồi nãy mới gặp nhau, bây giờ kêu nhớ, ai mà tin. Ủa, em nghe bài hát này hả? Bài hát gì? Buổi chiều mình gặp nhau đây, mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu, có hay. Kỳ quá à. Kỳ quá à. Nhảy. Hả? Anh sẽ vì em làm ba thằng bé. Hả? Em cho anh góp gạo thổi cơm chung nha.
sao nhái? Nhưng mà... Sao em nói đi. Nhưng mà tụi mình mới quen gần đây thôi mà. Thì đúng, mình mới quen gần đây. Nhưng mà mình đã biết nhau khá là lâu. Chứ lại tính tình mình hiểu nhau hết trơn rồi mà nhái. Sao nhái? Em sao? Em sợ tía. Chỉ cần em đồng ý thôi, mọi chuyện để anh lo. Nha nhá, em đồng ý nha nhá. Em... Sao nhá? Sao em nói đi nhá. Em đồng ý. Yeah, 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 yeah. Đang khát nước mà đợi bà chấm mình trà ra đây chắc tới chừng nào. Bà này bà chấm ghê hồn. Gì cũng phải từ từ chứ. Từ gì sáng người ta chấm bình trà sẵn đấy. Trà rượu bánh trái rồi này kia đó, bà mua đầy đủ hết chưa? Mua hết rồi, đang chuẩn bị sắp xếp ở bên trong kìa. Kiểm tra lại cho kỹ nha, để thiếu một món kỳ lắm mà. Biết rồi, nhắc hoài. Mà không biết sao mà cái thằng bấy cò nôn cứ vợ dữ không biết nữa. Làm lo chạy sắp mặt luôn hả? Ôi kệ nó đi, nó lớn rồi. Lấy vợ được đứa nào mừng đứa nấy đi. Bãi cò cưới vợ ông mã nguyện rồi ha. Làm cha làm mẹ thấy con cái nó yên bề gia thất đứa nào thì mừng cái đứa đó chứ. Ờ. Thì bãi cò xong rồi cái mình lo cho con sáu nhú. Rồi xong rồi cái tới thằng tấm tàn nữa là cái vợ chồng mình khỏe ha. Con sâu nhú nó ở Sài Gòn nó cũng lớn rồi, nó tự quyết định được. Còn tám tàng, tôi lo cho nó quá trời. Thôi kệ đi, tới đâu mình tính tới đó. Ờ, mà mai đám hỏi, ông thấy tôi nên mặc áo dài xanh hay cái áo dài hường? Ôi xanh hường gì cũng được. Đám cưới tôi nói cho bộ đám cưới tôi bà, sao bà làm bà nói như vậy? Ờ, vậy thôi tôi mặc áo dài bông. Bông quá vậy đó cũng được. Đi đâu á? Cà phê chứ đâu. Diễm Hồng ha. Ôi xa, có nhiều đó, mệt quá. Ngồi riết giò cặn tê ngắt. Vậy rồi qua bến ngồi tiếp á. Dạ, mời anh chị dùng trà. Cảm ơn Thiên Tư nghe. Dạ. À, thưa chú Tư Thiếm Tư, bữa nay vợ chồng tôi qua đây á, trước tiên xin phép chú Thiếm hỏi ý kiến chú Thiếm coi cho vợ chồng tôi được cưới hai nhái cho ông Bảy Cò. Dạ. Ý chú Thiếm sao? Dạ, tôi còn nghe con hai nhái cái gì nó nói lại. À, thôi thì cái chuyện mà tụi nhỏ tới được với nhau thì cũng là có chuyện vui mừng. Dạ thưa anh chị, cha mẹ nào á cũng mong cho con mình á nó có nơi có chỗ, nhưng ở đây là cái chỗ thân tình quen quá, thành ra càng tốt nữa anh chị ha. Đúng rồi đó Thiếm, lấy chồng gần cũng hơn lấy chồng xa chứ. Nếu mà chú Thiếm đồng ý á thì vợ chồng tôi xin phép về coi ngày lành tháng tốt để tiến tới ngày đám nói hai đứa nhỏ. Dạ, cái đó là tùy anh chị. Dạ, tụi em cũng đồng ý. Nhân đây thì muốn xin phép với anh chị là cho em thưa một chuyện. Chuyện gì chú cứ nói, tự nhiên anh em mình không mà. Như anh chị cũng biết là gia đình em chỉ có một mình con hai nhái thôi. Nếu mà gã nó đi rồi thì hai vợ chồng cũng hiu quạnh. Hai bà tính kiếm thêm đứa nữa chứ gì? Dạ. Anh hai nói chơi hoài. Già cả còn đẻ gì nữa. Tụi nó chơi cho vui vậy mà. Ý chú Tư muốn sao? Dạ, tinh thần với anh chị là cho phép tôi được bắt rễ. Trời đất ơi, thằng Bảy Cò là con lớn nhà tao à, nó là cái đứa nối dõi tông đường. Lần đầu tiên nó cưới vợ, sao bắt rễ được? Như con hai nhái nó cũng là con gái độc nhất của em mà anh ấy. Trời đất ơi, mày quên cái câu là ông bà người ta nói sao, thuyền theo lái, gái theo chồng. Cái câu này có từ bao đời nay rồi chứ đâu phải tao mới đặt ra đâu. Tôi không ngờ luôn. Tôi không ngờ là anh cổ lũ sĩ vậy đó. Không,
Trời đất ơi. Không, có chuyện gì từ từ nói ông. Đúng rồi đó, có gì không phải thì mình từ từ nói cho nó phải. Bà nghe nó nói tôi cổ lũ sĩ không? Mày nói câu đó là xúc phạm cái mày. Cổ lũ sĩ là cổ lũ sĩ sao? Ý mày nói tao xưa vậy, không có xưa sao có nay? Thì tôi cũng là lễ nghĩa, tôi xin phép anh đàng hoàng, chứ tôi có làm bậy làm càng đâu. Xin phép, nhưng mà tao chưa cho. Cái nào được tao cho, cái này tao nói không được là không được, mà nói tao cổ lũ sĩ là sao? Nếu không được thì thôi, quỷ, khỏi cưới. Quỷ thì quỷ, trời đất ơi, tao cũng đâu có cần. Làm gì dữ vậy? Đề ông từ từ, từ từ đó mà. Không thiệt. Gì ba? Từ từ, chí bất giận đi tí. Mày còn đứng đó làm gì nữa? Đi về, tao cưới ngán cho mày. Chị Tía ơi. Tía. Tía má gì? Mày không thấy không nghe ngang ngược hả? Còn ông, ông có thua gì người ta đâu. Hồi tối đã bàn kỹ rồi à. Tôi nói ông á, có cái chuyện gì á thì mình từ từ mình nói, anh hai em sẽ hiểu. Cái gì ông, cái tật của ông ào 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 lên hoài hả? Chứ bà không thấy thái độ của ông hả? Có chịu hiểu đâu. Anh Tư, sáng qua ngồi với anh hai cho vui nè. Vui gì nói vui, tôi ngồi ở đây được rồi. Đúng rồi, đạo bất đồng đâu ngồi chung được. Anh hai, em nghe nói Bảy Cò với Hai Nhát sắp cưới phải không? Vụ cưới dâu đó còn tính lại à, chứ đâu phải muốn cưới cưới liền đâu. Tôi cũng đâu có đồng ý gả Hai Nhái đâu. Ủa, hai anh hôm bữa giờ vui vẻ lắm mà, sao bữa nay bộ không có còn tâm linh tương thông hả? Bà nhiều chuyện quá. Có bán cà phê không? Không bán nói tôi biết, tôi qua quán khác tôi uống. Bán chờ một chút, làm gì nóng dữ vậy? Có người bị khộn. Tính tiền luôn đi. Ủa, anh mới uống có một hớp mà còn nhiều mà anh. Ở đây uống không vô, thấy không vui, bưng về nhà uống. Chút qua lấy ly tính tiền luôn nha. Dạ. Về đi. Làm như cần lắm. Uống mình tôi không vui hả? Cũng vui vậy. Công nhận hai cái ông này như nít vậy, lúc chơi lúc nghỉ. Đó, chuyện là vậy đó chú ba. Lương ngôn nhất cú tam đông noãn, thương ngôn nhất nhật nhật nguyệt hàn. Chú đang nói nho đó hả? Đúng. Trời ơi, vậy là nghĩa là sao? Dịch không được. Chú ba này, chú đừng giỡn mà, chú nói rõ ràng cho tôi nghe đi. Trung Quy á, cái câu này ý nó nói lên á là khi một lời lương thiện á sống giữa ba mùa đông vẫn ấm, một câu nói ác á sống giữa mùa hè vẫn lạnh như băng giá. Tôi nghi là hai anh huynh này gai cấn ở nhau ở cái câu mắc me ngoe cua nào đó. Nhưng mà hai cha này cứng đầu lắm, khó xê dịch được lắm. Thì bởi vậy tôi muốn rầu muốn chết luôn rồi nè. Tôi muốn nhờ anh á, sao mà hòa giải được cho hai ông đó. Thấy tụi nhỏ nó buồn nó rầu, tôi thấy thương quá chú ba à. Chị yên tâm đi, hai chả cứng nhưng mà tôi mò được cái điểm mềm của hai chả, tôi sẽ thiết kế lại. Vậy chú ráng tìm cách chú giúp nha. Nếu mà được chuyện này tôi cảm ơn chú nhiều lắm á chú ba. Chị yên tâm đi, khi chị Tư đã đặt niềm tin ở ba đời này thì ba đời không phụ lòng chị đâu. Dạ. Mà ba đời không phải phụ lòng chị Tư ít đâu, mà không phụ lòng cả xã hội này luôn. Là ba đời sinh ra cái gì? Để làm đẹp cho đời. Chị yên chí đi, ba đời này sẽ làm được. Dạ, tôi cảm ơn chú nhiều chú ba. Chị yên tâm, chị yên chí. Tôi nói chị yên tâm, chị đừng nói thêm tiếng nào nữa hết. Chị yên chí đi, tôi làm được. Ủa chị ba đâu rồi? Ý. Mời tao ra đây mày tỉnh khẩu hả mày? Nói gì nói lẹ đi, không có tao đi về à. Dạ thưa anh hai, sở dĩ em không qua nhà anh hai cũng như em không qua nhà anh Tư là bởi vì em muốn hai anh đá sân chung lập,
không ai sân nhà, không ai là sân khách hết. Như vậy nó mới công bằng. Dạ. Bây giờ em mời hai uống trà. Bắt đầu em nói. Có câu kỹ sở bất dục, nhược thi ư nhân. Nói nho nhức đầu quá, thôi mày tự dịch luôn đi chứ không ai hiểu cái câu của mày nói rồi. Dạ. Ý của nó nói câu thế này: những gì mình không thích, mình đừng chỉ làm cho người khác khó chịu. Em mong hai anh quay mặt nhìn nhau để có chuyện nói. Không có còn gì đâu mà nói anh ơi. Có gì đâu mà nói. Dạ thưa hai anh, để thằng ba này nói ra cái còn có cái để nói không nha. Bây giờ chúng ta đó đã lớn tuổi rồi, chúng ta sinh ra thế hệ con cái là để chi? Để nó thay thế thế hệ chúng ta. Mà bây giờ hai anh á đặt cái tôi của mình lớn quá, cái ngã của mình lớn quá, để làm ảnh hưởng hạnh phúc của đám trẻ. Hai anh làm gì có nên chăng? Hai anh không thương tụi nó à? Không thương vậy sanh tụi nó ra làm chi? Ủa mày nói thì giống cha tao mới sống lại quá. Mày nói bên kia kìa. Mày kêu bên kia người ta nhượng bộ đi, xuống nước đi, đừng có chọc tao nổi nóng phải không? Làm gì mà tôi phải nhượng bộ? Làm gì phải xuống nước? Thưa anh Tư, ở đây không ai nhượng bộ, không ai xuống nước hết. Nhưng mà có diệu kế mới ghê. À, cái gì? Thứ nhất, con nhái á, nó khỏi phải làm dâu của anh Hai Lúa ngày nào hết. Ủa mày nói gì hả mày? Cách này được nè, cách này tôi chịu. Tưởng đâu mà tính cách gì, chứ mà tính cách đó thôi khỏi bạn tao đi về. Khoan anh Hai, đó chỉ là nửa cách thôi. Nửa cách sao mới quy diệu nè. Thằng bảy cò cũng chẳng làm rễ tư ít một ngửa mũi nào hết. Cái đó tao chịu. Con tao là không cho làm rễ thằng nào trong xóm nữa. Dạ. Nhà anh Hai Lúa bên trái của em, tức là bên tả. Nhà anh Tư hết bên phải, tức là bên hữu. Bây giờ hai anh cất cái nhà cho đôi trẻ ở chính giữa. Mai mốt tụi nó đẻ ra con cháu, cháu nội, cháu ngoại của hai anh nè. Cái chuyện mà nó thăm nội, thăm ngoại nhiều hơn hay ít hơn đó là chuyện của nó. Chúng ta không có quyền. Sao? Tôi thấy cách này cũng được đó. Tao thấy cũng đặng đó. Đó. Thật sự ra hai anh mà không nói chữ được chữ đặng này, tôi cắm đầu xuống đất tôi chết liền. Tôi suy nghĩ nhiều đêm nay rồi. Đó, thấy không? Cảm ơn hai anh đã hợp tác, rất cảm ơn. Giờ bây giờ hai anh bắt tay nhau cái coi. Đó. Hai anh đã bắt tay nhau rồi thì coi như thống nhất y chang vậy, đừng cãi nữa nha. Ha. Bắt tay hồi nào? Đây nè, bắt nắm rõ ràng nè. Ý. Chậm tay cũng có đôi khi lộn ha. Mời hai anh. Cái này tao chưa hứa nha, tao còn suy nghĩ lại à. Rồi cái tấn tao nóng lắm rồi đó. Tại tao nhát thôi. Thôi, vì tụi nhỏ đi anh hai ơi.